kính chào quý vị. Với nhịp sống nhẹ nhàng, vẻ đẹp thơ mộng, Huế xứng đáng là điểm đến thú vị đối với nhiều người nước ngoài. Dù ở Huế nhiều năm hay chỉ vừa mới biết đến thành phố này, thì Huế trong lòng họ vẫn còn rất nhiều điều để khám phá. Và ở kỹ sư chân dung Huế đất mọi người ngày hôm nay, nhà kỳ thân mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ với cô gái người nước Áo, Magdalena Vesnes, hay có cái tên thường gọi là Maddie. Xin chào, tôi tên là Maddie, tôi 21 tuổi, tôi đến từ Áo, tôi thích cà phê, tôi yêu Huế. My name is Maddie and I love Huế because the flavor of the city and all the amazing people I met here. And today we are going to discover Huế, so let's join and discover Huế together. Sinh ra và lớn lên ở Ost Underdona, một làng quê nhỏ của nước Áo. Cách đây 2 năm, Marty đã tốt nghiệp trường kỹ thuật công nghệ cao chuyên ngành thiết kế nội thất ở Viên, thủ đô nước Áo. Vì quá tò mò và háo hức được khám phá thế giới, đặc biệt là những vùng đất xa xôi, Marty đã tình nguyện đến Campuchia làm giáo viên dạy tiếng Anh. Sau đó, cô bạn này đã ghé thăm Lào và bây giờ là Việt Nam. Chỉ mới đến Huế một thời gian ngắn, nhưng cô gái này đã có khá nhiều kỷ niệm đẹp và cảm nhận mới mẻ về thành phố này. Good morning, Marty. Good morning, Miss Ki. How are you? Fine. Nice to meet you. Nice to meet you too. Marty, how do you feel when walking in the morning? I mean, it's beautiful. A little bit cold, but it feels so refreshing. I mean, look at the river. Beautiful morning. What brings you to Huế, Marty? I was traveling and during my time, I thought like I would be ready to stay at one place for longer. And I went to Huế before, and then I felt like, oh, it's a beautiful place. And so I decided to come back to Vietnam and stay here for longer, and it was a great decision. So I'm really happy that I did that. Thank you, Marty. Là một cô gái trẻ năng động, nhưng thật bất ngờ khi mỗi ngày ở Huế đều mang đến cho mất đi một niềm vui khác nhau. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem cuộc sống ở Huế của cô gái trẻ này như thế nào. Ở Huế, Marty quyết định làm tình nguyện viên ở một không gian cà phê thuộc làng văn hóa Ngọc Anh, nơi có dòng nhạc jazz cô yêu thích. Có cha mẹ là giáo viên dạy nhạc, âm nhạc đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Marty. Ở quán cà phê này, Marty có cơ hội gặp gỡ những người bạn mới để cùng chơi nhạc và chuyện trò. Đó cũng chính là niềm vui của cô gái trẻ trong những chuyến đi khám phá thế giới của mình. Biết đến Marty thì khoảng cách đây hơn một tháng, vì mình có một cái không gian tên là Bè Cà Phê, thì được đó bạn từ tìm về. Và ngày nào bạn cũng đến để mà chơi cả. Thì đây là một cô gái có rất là nhiều năng lượng, người rất là luôn luôn tích cực, và một người mà mình đánh giá là yêu văn hóa Việt Nam một cách rất là chân thành. Từ cái cách bạn tiếp cận học tiếng Việt một cách rất là nhiệt tình, rồi bạn rất là cố gắng cởi mở để nói chuyện với những cái người khách mà Việt Nam đến quán. Ngoài ra thì giữa bọn mình có một điểm chung, đó là Maddie rất là thích âm nhạc. Vốn dĩ gia đình bạn là có một cái nền tảng về âm nhạc, bạn chơi được piano và mình cũng đang tập violon, thì hai người cũng thỉnh thoảng có chơi với nhau. Maddie cũng rất là thích vẽ, bạn có vẽ những cái bức tranh về Bé Cà Phê rất là dễ thương. Người đến từ Áo mà lại thích cái văn hóa của Huế đến như vậy, cho nên là mình là rất quý. Cũng nhờ Bé Cà Phê thì mình đã có cơ hội được gặp Maddie, cũng là một người rất có đam mê về âm nhạc. Và cũng điều đặc biệt mà em rất ấn tượng với Maddie đó là bạn rất là thích âm nhạc Huế cũng như là văn hóa ở đây. Bạn rất là muốn tìm hiểu về
những cái điều mà mọi người thường làm với nhau hàng ngày, và cũng như là ngôn ngữ cũng như tiếng Việt. Mình rất là vui khi mà được bỏ thời gian ra cùng với bạn, cùng học tiếng Việt này và cũng như là ngôn ngữ của đất nước bạn nữa. Tụi mình đã có khoảng thời gian với nhau rất là vui, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau học hỏi nhiều điều và những thậm chí cả những điều rất là riêng tư của nhau nữa. Mati làm nhân viên phục vụ tình nguyện chỉ để được học tiếng Việt, được gặp nhiều người và lắng nghe câu chuyện về cuộc sống cũng như những chia sẻ văn hóa Huế hấp dẫn từ những người bạn. What does music bring to you? Like music was always a part of my life. I grew up with it because like both of my parents, they are music teachers. So like since I'm a child, like always music was around me. And that's really cool that I found like with Back Cafe here, like a place in Hue where also the music is kind of always surrounded, because like always everybody or someone is playing, the music is running, and that's really great. For myself, I also like learned how to play the clarinet, the flute and the piano. I mean, since I'm traveling, I'm not really used anymore to play. But here I have the chance to play, sometimes a little bit rusty, but it's fine. Like when I play piano, it's like you can put like all your emotions in the music, and I think that's really great. Like in a tool how you can communicate your emotions, feelings, and that's great. What interesting experience have you had while working here? I think one of the best experiences I had is like talking with the people, because here is like a community, and so you met all the time like the same people, and that's like really great. And like also to hear how much passion and how much love in this place is, and it's, I don't know, it was an experience that really inspired me, and I love it, like to learn how to make like the Vietnamese coffee and stuff like that. That's super fun, and I hope I can bring this home, like to Austria, and like show it to the people at home, and also like a little bit from the Vietnamese culture. Like I love like how you, when you eat, for example, the sharing, you have like the sharing culture always, like the food in the meal. I hope I can bring some of that at home, because I think it's like, it's super great, and like, yeah, I want to share that with the people in Austria too. Mari, what about Hue people and Hue lifestyle? For Hue people, like, I think they're super friendly people. If you walk on the streets, they greet you, and like the lifestyle, like I have the opportunity here, like to get an insight of it. And like I said before, the Back Cafe community, I call it like that, is like, it's really great. Like the people share with me, like their culture, and everything is like quite relaxed, slow down, and I absolutely love that. Like for my life in Hue, I think I like kind of get that, the relaxing, laying back. I started to like the Vietnamese culture, taking a nap after lunch and stuff like that. I think that's great that I can experience that, and I'm really thankful for that, so yeah. Thank you for your sharing. Là một cô gái trẻ và năng động, thích khám phá xung quanh, bất cứ đất nước nào đặt chân đến, mất đi đều muộn thăm thú nhiều nơi và trải nghiệm nhiều điều. Vậy thì ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng khám phá Huế cùng với Mari. Tháng 12, không khí Giáng sinh rộn ràng khắp nơi. Lần đầu tiên đón Giáng sinh ở Huế khiến Mati không khỏi háo hức. Cô bạn thích đi bộ trên những đường phố đầy sắc màu Giáng sinh. Mati cũng thích ghé vào một cửa hàng trong thành phố mua những món đồ Giáng sinh truyền thống nhỏ xinh. Cảm giác thật nhẹ nhàng khi đặt chân vào nhà thờ quen thuộc của người dân địa phương. Thành phố Huế dường như đáng yêu hơn trong mùa này. How do you feel when being away from home on Christmas? It's a little bit hard because like
It's already my second Christmas away from home, from my family, from my friends. And normally we all gather together and it's like very big celebration. So especially during the Christmas time, I miss my family a little bit. But my feeling to be here is like, it's great. Like you get, it reminds me a little bit of home and give me like the feeling of home. And that's really great. So yeah. Mari, what did you like more about Hue on Christmas? Here in Hue? Yeah. I love it. Like if I walk through the streets, you have the decorations everywhere. And if you go to the coffee shops or the restaurants, they're playing always like the Christmas music. And I love that. I'm a huge Christmas fan, you have to know. And like also here, like the church, the decoration and everything. And that's really great. And I love it. Like in Hue, like, I saw like the little Christmas trees and they're lighting up. So if you walk like in the late afternoon, in the evening, it looks so beautiful. And to be honest, like before I came to Hue, I thought like it will not be really like the Christmas feeling, because I know that Vietnam, like normally Christmas is not that a big celebration like back in Austria. But I was really surprised to have everywhere like the Christmas decoration, the Christmas music and all that stuff. So that's really great. I wonder how the Austrians celebrate Christmas and New Year. We celebrate way bigger than here in Vietnam. We have like 2 weeks off of school, and like you have like almost every day you like visit other family members. And normally the people go to the church, and then we have like gather all together. We have like a big dinner. Then we switch presents, and for New Year too, like we have like big celebration and like the firework is everywhere. And also like when we are lucky, we have the snow. So I mean, here in Hue already cold, but back in Austria, it's like the snow, so it's freezing, but it looks so beautiful. Thank you for your sharing. Các bạn thân mến, là một người yêu thích nghệ thuật, Mardi thích đến những bảo tàng văn hóa ở Huế. Và cô gái người Áo này rất ngạc nhiên vì Huế dù là thành phố nhỏ nhưng vẫn có rất nhiều điểm đáng để đặt chân đến. Mùa đông của Huế, dù là trong những ngày mưa lạnh, bạn vẫn có thể tìm được những không gian nghệ thuật hấp dẫn để thưởng thức vẻ đẹp của các tác phẩm và để hiểu hơn về thành phố này. Ngày hôm nay, cô gái đến từ nước Áo xa xôi cảm thấy thật may mắn khi được ghé thăm trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng bên bờ sông Hương thơ mộng. Marty hào hứng khi biết rằng nơi đây đang trưng bày và lưu giữ gần 400 tác phẩm do họa sĩ Lê Bá Đảng sáng tác và trao tặng cho Huế với nhiều chất liệu phong phú, đa thể loại. Ông cũng được nhà nước Pháp tặng huân chương văn hóa nghệ thuật Pháp và được giới nghệ thuật đánh giá là bậc thầy của hai thế giới Đông Tây. Nghệ thuật khiến cuộc sống đẹp hơn và những tâm hồn đồng điệu cũng rộng mở hơn. You look so happy when visiting this center. What do you add mean to your life? Oh, art plays always a role in my whole life. I grew up with like my family always like everybody loves painting, and I also went like in Austria, back in Austria, to a school where like art was like a big part. What always makes me happy is to feel like that what the artist want to express with his pieces. What did you like most about the work of Lê Bá Đảng? Oh, it's amazing. I like it how he used like different materials and like different tools to express like his feelings and like with the colors. You can literally, if you look at what piece, you can feel what he wants to like show with it. And I think that's really amazing if you can see that on an artist. I like it how he used like that. He brings like the Asian flair in all his pieces, and like so it's really nice that you can see like where he comes from. I think it's like everywhere if you look, somehow it's always like a little bit like the Vietnamese touch, and I think that's really amazing. Besides, what else about Huế attracted you?
Oh, Hue is amazing. I love like the flair of the city. I love the food. Oh, Hue is like food heaven. And the nature really, really nice if you just walk around the city and everything is like calming. And yeah, it's really great to be here. Ah, the places like the small village like on the side, not the city center. Everything is like, it feels so peaceful to be here. And even now, also the city center, I love it. You have like everywhere something to see, something new to discover. This city, have you visited? So what is different of Hue? I started my journey in Saigon. Then I went to Da Lat, Hoi An, Da Nang, Hue, Ninh Binh, Cat Ba, like Ha Long Bay, Hanoi. I don't know if I forget. Ha Chan. I think different to Hue. I think most of it's like the flair of the city. Like I think I have the impression that many cities in Vietnam are very busy, like a lot of motorbikes, a lot of traffic and everything. And that's like different to Hue, and also like the nature. I love it, like with the rivers through the city. I think that brings like kind of peace into the city and like the people in Hue. It's, I love it. If you walk like through the streets, they're greeting you, oh, what's your name? And like started talking. And I have the impression it's like to some cities, even like a little bit different. And so, yeah. Thank you for your interesting sharing. Hopefully you have more beautiful experiences while living in Hue. Oh, thank you that you like share with me the experience, discover Hue today. And everyone, thank you for joining me today. I'm really happy that I had the chance to explore Hue, that I can spend my Christmas here, and that I have the chance that I can like discover all the beautiful places and meet so many nice people. Thank you. Bye-bye. Như vậy là Nhạc Kỳ đã có một vài trải nghiệm Hue vô cùng thú vị cùng với Mắc Đi. Mọi ngày trôi qua ở Hue đều trở thành những khoảnh khắc đẹp trong lòng của bạn người Áo trẻ tuổi này. Hue của cô gái này thật bình dị và đáng yêu. Những số tiếp theo của kỳ sự chuyên dùng Hue Đức và Người, chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ những con người, những nhân vật đặc biệt khác. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.